Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Iround and Beauty ạ. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Và chuyên gia của chúng tôi thì vừa thực hiện một ca laser môi cho một chị khách rất là xinh đẹp. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chuyên gia phân tích cái tình trạng môi cũ của chị ý nhé. Dạ vâng, em xin mời chuyên gia ạ. Tình trạng môi cũ của bạn ấy thì bạn ấy đã làm được hơn một năm. Nhưng mà cái mực của bạn ấy thì vừa bị bết này, vừa bị xỉn màu. Và cái viền của bạn ấy thì nó quá là bị sâu và dày, thành sẹo luôn. Vâng, lý do vì sao mà môi sau khi phun xong của chị và khách của chúng ta thì lại bị sẹo chị? Cái này là do bạn ấy làm ở chỗ cũ, chuyên gia đi sâu tay quá. Và cái mực, trong cái mực nó có rất là nhiều tạp chất, khiến cho cái màu môi chưa được bao nhiêu lâu thì đã bị xỉn. Vâng, cái nguyên nhân chúng ta thấy thì với cái tình trạng môi trước sau khi chuyên gia của chúng tôi phân tích thì tình trạng môi của chị là thứ nhất là về gốc mực này là đã bị pha tạp chất và pha kim loại, cho nên là cái tình trạng môi này, nhìn màu môi mới được hơn một năm thôi nhưng bị xỉn rất là nhiều. Và ngoài ra thì vì kỹ thuật của chuyên gia không được tốt, cho nên là với cái tuổi thọ rất là ngắn. Tuy nhiên thì thứ nhất là viền môi này đã có cái hiện tượng là bị để lại sẹo, còn vì là đi sâu quá sâu tay được không ạ. Và ngoài ra thì cái mực môi bị bết. Nhưng mà ngày hôm nay thì bây giờ chúng ta hãy nhìn cái kết quả sau khi mà chuyên gia của chúng tôi thực hiện laser cho chị ý nhá. Vâng ạ, em xin mời chị phân tích môi sau khi laser. Sau khi laser thì gần như cái phần mực bết ở trên bề mặt môi của bạn thì nó đã giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên là với cái cơ địa da môi của bạn như thế này thì bạn ấy hút khoảng tầm 1-2 lần, 2-3 lần gì đó thì sẽ có thể làm mới được. Nó sẽ là tuyệt đối hơn, đúng không ạ? Vâng, và theo như chúng ta thấy thì sau cái quá trình laser ở tại DK thì môi của chị khách của chúng tôi thì laser chỉ tác động hút cái mực cũ của chị thôi, chứ không hề xảy ra những hiện tượng bong chóc hay là chảy máu, mặc dù là môi là một cái vùng da rất là mỏng, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, chị ơi thì không biết là trong quá trình laser môi thì chị thấy thế nào ạ? Mình thấy là cũng không có đau đâu, nó cũng nhẹ nhàng. Dạ vâng, nó sẽ hơi chích chích một thôi, đúng không ạ? Vì em thấy là cái quá trình diễn ra nhanh quá nên là chị đã không nhận ra, đúng không ạ? Em có thấy chị hỏi chuyên gia là đã xong rồi ạ. Vâng. Chị đã từng làm mày của mình đấy, hút làm mày của mình đấy. Dạ vâng, em đã thấy rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón cái kết quả cuối cùng của chị khách của chúng tôi sau khi mà thực hiện xong cái liệu trình laser và làm môi mới tại DK mọi người nhá. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Và nếu như mà các chị em có những cặp môi hỏng, em mời chị Thu cũng ạ. Những cặp môi hỏng này hoặc là môi của chúng ta bị nhiễm trì đấy, do cái mực phun nó không được ổn định, nó không được tốt, cái gốc mực nó bị pha tạp chất và kim loại của chúng ta để lâu sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe, thì các chị em hãy nhanh tay đặt lịch trước qua fanpage hoặc gửi tình trạng của mình qua inbox của DK để có thể nhận được những lời tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình ưu đãi tại DK mọi người nhé.